Ngôn ngữ không thông, tiền không có. Bạn có thể kiên trì bao lâu? Hãy nhìn người đàn ông này. Anh chàng này mắc kẹt ở sân bay, chuẩn bị phải đối diện với việc sinh tồn mà không có gì trong tay. Anh ghép hai hàng ghế lại thành giường, gội đầu ở chỗ rửa tay. Đói thì làm bánh sandwich từ bánh quy và gói ớt. Anh học được cách đẩy xe để lấy tiền xu. Hôm sau, anh đã mua được một cái hamburger. 3 ngày sau, thì mua được một bữa ăn thịnh soạn. Ban ngày Victor xem TV, buổi tối tập đọc tạp chí. Dần dần anh có thể hiểu được bản tin tiếng Anh. Ban đầu, mọi người đều không ưa anh. Nhưng vài tháng sau, Victor Ngố lại trở thành người hùng ở sân bay. Hôm nay bộ phim tôi review chính là The Terminal. Bộ phim được đánh giá rất cao, đứng thứ 129 trên thế giới. Cá nhân tôi cảm thấy, đây là bộ phim hay nhất mà tôi xem được trong một tháng gần đây. Không nhiều lời nữa, câu chuyện bắt đầu thế này. Victor tới sân bay làm thủ tục. Kết quả khi anh đi thì chính phủ nước Anh bị lật đổ. Vì thế mà hộ chiếu của anh mất giá trị. Người phụ trách sân bay nói với anh, giờ anh không thể vào nước chúng tôi, về nước cũng không có chuyến bay, nên anh hãy cứ ở lại đây chờ đợi đi đã. Bảo vệ đưa anh tới sảnh, đưa cho anh một số thẻ ăn uống. Ngoài ra họ còn cho anh thẻ gọi 15 phút, bởi vì quốc gia của anh đang loạn lạc, vì thế tiền cũng không còn giá trị. Đây chính là tất cả gia sản hiện giờ của Victor. Nhưng Victor lại không hiểu tiếng Anh, và tất nhiên vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho tới khi anh xem được một đoạn video trên bản tin, nó khiến anh bật khóc. Victor định gọi cho người nhà, nhưng anh không biết sử dụng thẻ điện thoại này. Người qua đường nghe anh chi cha chi chô, cũng không biết anh đang nói gì. Không giúp được, Victor chỉ có thể nghỉ chân trên ghế, ngồi đếm phiếu ăn. Victor nhìn thấy cô bé bên cạnh không đóng được vali, nên đã giúp cô. Nhưng cũng đúng lúc đó, phiếu ăn anh để trên ghế rơi hết xuống đất. Cũng đúng vào lúc đó, thì có người đi qua. Thế là đống giấy lại bay đi xa hơn. Công nhân vệ sinh còn tưởng đó là rác, nên nhặt hết đi. Giờ đây mọi thứ đều bất lợi với Victor. Nhưng anh quyết định nghỉ ngơi để giữ sức. Anh ghép hai hàng ghế lại với nhau, tạo thành một cái giường ngủ. Sắp điện trong căn phòng, thế là nơi này đã thành phòng ngủ của Victor. Anh tắt đèn đi ngủ. Hôm sau, cục trưởng hải quan nhìn thấy một người qua camera. Đầu tiên anh ta mặc đồ ngủ đi qua sảnh, sau đó thì thấy anh ta đang kỳ cọ chỗ bồn rửa tay. Cảnh tượng rất chi là nhức mắt. Cục trưởng muốn đá anh đi, nên đã nói với anh một bí mật. Bảo vệ thay ca lúc 12 giờ trưa, có khoảng 5 phút không ai canh cửa. Hiểu chứ? Hắn muốn dụ cá cắn câu. Nếu như Victor có hành động không đúng, thì lập tức sẽ có cảnh sát bắt giam anh. Nhưng mà cục trưởng đã đánh giá thấp Victor mất rồi. Victor đứng trước cửa kính, anh ghé sát vào camera lặp đi lặp lại câu nói, tôi phải đợi. Victor cứng miệng mấy ngày liền, cuối cùng cũng hết chịu nổi. Ăn bánh quy mãi cũng không được. Anh nhìn đồ ăn trên bàn, suýt nữa đã không kiềm chế được. Cho tới khi một người phụ nữ xuất hiện ngăn Victor, cô tới để trả xe đẩy. Victor cảm thấy đây cũng chính là một cách trả xe có thể lấy được tiền xu. Chuyện này có vẻ không tồi. Victor cảm thấy có thể thử được. Nhóm cảnh sát đứng dàn hàng ra xem Victor định làm gì. Victor đã giải quyết được ải đầu tiên này. Anh phát hiện nơi để xe đẩy. Victor nhanh nhẹn đi kiếm xe đẩy đẩy về chỗ anh còn nghiêng đầu chuyên nghiệp. Sau đó chiếc máy đã trả anh 3 đồng xu. Đây là thu nhập đầu tiên của anh trong những ngày gần đây. Victor lập tức đi mua hamburger, còn phấn khích nói với người bán hàng không cần trả lại tiền thừa. Thế là Victor được ăn hamburger sau một quãng thời gian dài ăn bánh quy. Việc trả xe đã mở ra một cánh cửa mới cho Victor. Mỗi ngày anh chỉ tìm xe để đi trả. Có đứa bé nghịch ngợm cũng bị anh hất xuống. Sau đó Victor còn xoa đầu an ủi chúng. Hôm nay anh xếp được một hàng dài, kiếm được rất nhiều tiền xu. Victor liền đi mua một bữa ăn thịnh soạn thật thơm. Nhưng việc kiếm ăn chỉ là bước đầu. Anh cũng nhanh chóng nhận ra bất đồng ngôn ngữ mới là điều cản trở. Victor bắt đầu học tiếng Anh, ban ngày xem sách, buổi tối bắt chân xem tạp chí để tắm trong ngôn ngữ. Anh tiến bộ cũng rất nhanh. Vài ngày sau, anh đoán già đoán non xem hiểu được bản tin đầu tiên, thậm chí còn bắt đầu thử nói chuyện với hải quan. Nhưng sau lưng cô ấy còn có boss vẫn luôn âm thầm quan sát anh, đó là cục trưởng hải quan. Anh ta rất muốn đá đít Victor, bởi vì một người không quốc tịch như vậy bị mắc kẹt ở sân bay, không chừng sẽ có nhiều chuyện phiền phức. Thế là ông ta lại nghĩ ra một cách, đó là thuê nhân viên thu xe đẩy. Victor không được đẩy xe nữa nên không có tiền. Không có tiền thì không có ăn. Không có gì ăn thì anh sẽ nghĩ cách đi khỏi sân bay. Nhưng hiển nhiên, cục trưởng lại đánh giá quá thấp Victor. Victor lại làm cách cũ, lấy các gói gia vị làm thành cái sandwich. Buổi tối, anh gặp một người ở sảnh. Anh ta tên là John. John mang một hộp cơm tới chỗ Victor, hỏi Victor có đồng ý giúp anh ấy một việc không. Chuyện là thế này, John đang thích thầm người đồng nghiệp tên Emily, nhưng anh không dám thổ lộ, muốn nhờ Victor làm cầu nối. Thế thì dễ thôi. Từ đó, mỗi tối Victor đều có một bữa ngon. Victor hỏi này hỏi kia, được ăn ngày càng thịnh soạn hơn. Nhưng anh cảnh cáo John, anh rất có nguyên tắc. Emily là một cô gái tốt, nếu như cậu dám làm gì có lỗi với cô ấy thì cậu chết chắc với tôi. John đương nhiên không phải hạng người đó. Hai người nói chuyện tới gần trưa, đột nhiên người của sân bay tìm Victor. Họ đã nghĩ ra cách giúp Victor rời khỏi đây. Chỉ cần Victor chịu nói dối rằng anh sợ quốc gia loạn lạc nên không dám trở về,
thì sẽ có thể rời khỏi sân bay, vào được New York. Nhưng Victor là người chính trực, đánh chết anh cũng không nói dối. Nói gì tới việc nói dối rằng sợ về nhà? Không thể thế. Với tính cách của cục trưởng, chỉ đành để anh đi. Victor đi qua điện thoại công cộng, nhìn thấy một cô gái vừa chia tay. Cô ấy rất đau lòng, khóc rất nhiều. Victor thấy cô ấy đáng thương, nên đã đưa cô tờ giấy. Amelia cảm thấy người này không tồi, nói muốn cùng Victor ăn một bữa. Nhưng không ngờ Victor từ chối. Amelia cảm thấy có lẽ do cô quá đường đột, có chút ngại ngùng nên rời đi. Thật ra không phải Victor không muốn đi, mà là anh không có tiền. Vì thế sau đó, anh bắt đầu kiếm việc làm để mời Amelia ăn một bữa. Nhưng Victor không có chứng minh thư, điện thoại cũng không có. Mọi người đều tưởng anh đang đùa. Đợi chút, cần số điện thoại của tôi chứ gì. Victor đã nghĩ ra cách. Mình không có điện thoại, nhưng sân bay có. Sau đó, anh đã đem số điện thoại công cộng tới cho chủ tiệm. Victor đợi cả một ngày, cuối cùng điện thoại cũng reo. Nhưng thứ anh đợi được chỉ là một câu: chúng tôi đã tìm được người rồi. Đã 3 ngày anh không được ăn no, bị kẹt ở sân bay, trên người không có gì. Victor đi ngang qua một bức tường, bức tường mới làm được một nửa, gần đó có xi măng và một số dụng cụ. Victor không ngồi yên được nữa. Một thân phận khác của anh chính là một kiến trúc sư cao cấp. Nhìn những gì anh làm, đã biết anh có tay nghề rất cao. Victor vừa quay đầu lại, đã thấy sau lưng mình có một nhóm người. Họ là đội kiến trúc của sân bay. Bức tường này được định là nửa tháng sau sẽ khai công, do một đội hoàn thành. Kết quả thì, một buổi tối Victor đã làm xong, mà chất lượng không chê vào đâu được. Nhìn nhóm người này vây quanh mình, Victor nghĩ rằng anh đã làm ảnh hưởng đến họ. Vội vã nói xin lỗi, tôi sẽ đi ngay. Nhưng sao họ có thể bỏ qua được? Đừng làm nữa, anh đi theo tôi. Lương của anh sánh ngang với cục trưởng hàng không kia. Tìm kiếm nhiều ngày như thế, Victor vẫn không dám tin. Anh đã có công việc, nhưng không được bao lâu, chuyện này bị tên cục trưởng biết được. Hai người họ vẫn có thù cũ, vì thế lập tức làm khó Victor. Lần này rất trực tiếp, nói rằng Victor lai lịch không rõ, nên bắt anh lại. Nhưng mà, sau đó lại là một pha tự vả đi vào lòng đất. Hắn vừa bắt Victor, thì lại có việc cần tới Victor. Chuyện là thế này, hôm nay lãnh đạo tới thị sát, nhưng lại đang có người làm loạn. Người này không biết nói tiếng Anh, nói gì thì mọi người cũng không hiểu. Cục trưởng nghe khẩu âm của cậu ta, gần giống như Victor, vì thế chỉ đành nhờ anh tới phiên dịch. Xem như tôi sợ cậu, chỉ cần xong chuyện này, tôi nhất định để cậu vào New York. Victor thật sự có thể hiểu anh ấy nói gì. Sau một hồi nói chuyện, anh ấy nói ra vấn đề của mình. Đó là người này đem theo 2 bình thuốc, nhưng không có giấy tờ liên quan. Theo quy định của sân bay anh không thể đem theo thuốc được. Nhưng không có số thuốc này, bố anh ấy sẽ bệnh chết. Vì thế người này mới sống chết giữ gìn. Anh ấy bắt đầu giải thích với Victor: khi tôi mua thuốc bác sĩ không nói với tôi điều này, nhưng cục trưởng kiên quyết không để anh mang đi. Người đàn ông thậm chí còn quỳ xuống cầu xin, nhưng cục trưởng chỉ nói được câu xin lỗi, họ cần đưa người này đi. Sau khi nghĩ ngợi một lát, Victor âm thầm mỉm cười. Anh nói với cục trưởng: xin lỗi nha, ban nãy tôi nghe nhầm, thuốc này không phải cho bố cậu ấy, mà là thuốc của cừu. Thế đó, cục hàng không quy định, nếu như thuốc cho động vật thì không cần đơn thuốc. Victor ở sân bay lâu như vậy rồi, chút kiến thức này anh đã biết từ lâu. Cậu ấy được thả ra, cảm kích lao vào ôm lấy Victor. Còn Victor thì thảm rồi, anh khiến tên cục trưởng mất mặt trước bao người. Thù này hắn đã ghi. Hắn nói với Victor: chỉ cần một ngày tôi còn ở đây, thì cậu đừng hòng thoát khỏi đây. May rằng mọi người đều tỉnh táo. Chuyện của Victor rất nhanh đã lan truyền tới cả sân bay. Mọi người đều cho rằng anh là người hùng chính nghĩa. Thế là họ dán dấu tay của anh lên thể hiện sự tôn trọng. Họ định âm thầm giúp Victor đi khỏi đây. Người bảo vệ nói rằng có thể để anh trong kho hàng để ra khỏi đây. John thì lại bảo có thể giấu anh trong xe đồ ăn. Nhưng Victor chẳng nghe ai. Anh kiên quyết đợi, kiên quyết không phá vỡ quy tắc. Anh nhất định phải tới New York, bởi vì anh có việc cần làm. Bố của Victor là một người yêu nhạc gia, trước khi chết hy vọng có được chữ ký của thần tượng. Dù thế nào Victor cũng phải lấy được. Không biết anh đã đợi từ bao giờ. Một hôm, John gọi anh dậy. Cậu nói chiến tranh đã kết thúc, Victor có thể đi được rồi. Anh còn nghĩ mình đang nằm mơ. Tất cả các nhân viên đều tới quảng trường uống rượu chúc mừng Victor. Amelia đã giúp anh có được visa một ngày ở New York, nhưng trên tờ giấy này còn thiếu chữ ký của một người. Cục trưởng: được thôi, theo quy định, giờ tôi có trách nhiệm phải ký cho cậu, tôi quản không nổi. Nhưng cậu đừng quên, tôi có thể quản người khác, người công nhân già, bạn cậu đúng không? Ông ấy sẽ bị đuổi. Tôi nhớ rằng ông ấy phải nuôi vợ và con nhỏ. Còn cậu giao cơm John, cũng bạn cậu đúng không? Tôi nhớ là cậu ta vừa kết hôn, tôi cũng chuẩn bị đuổi cậu ta. Thế nên anh có muốn nghĩ lại không? Victor trầm xuống, anh quay người rời khỏi phòng làm việc. Cậu từ biệt tất cả mọi người, nói rằng mình phải về nhà. Người công nhân già tức giận mắng cậu. Nói rằng đồ tồi nhà cậu, sao lại không phản kháng cơ chứ? Mau chóng cút đi. Victor chẳng giải thích gì,
dứt áo ra đi đầu không ngoảnh lại. Tiếng mắng chửi của người công nhân ngày càng lớn hơn. Người bảo an đứng đó không thể nhìn tiếp nữa, đỡ ông ngồi xuống, sau đó nói ra tất cả. Victor ngồi ở ghế chờ. Không biết vì sao, tất cả bảo an đều chạy ra ngoài. Mọi người không hiểu chuyện gì, cũng chạy ra cửa xem. Chỉ thấy một ông lão cầm chổi lau, từng bước chạy về chỗ máy bay. Ông dùng chính mình để ngăn chuyến bay. Sau đó ông ấy quay lại mỉm cười, hành lễ, tôi không làm nữa, cậu cũng mau chóng cút đi. Victor quay đầu lại thấy chuyến bay hiện delay, cũng âm thầm cười với người bạn già. Ông đã bị cảnh sát bao vây. Ở sân bay, tất cả mọi nhân viên đều dừng tay đi theo sau Victor. Họ liên tiếp lấy ra những thứ tốt nhất của cửa hàng mình, tặng cho Victor làm quà kỷ niệm. Mọi người đổ xô đẩy anh tới cổng đi New York. Nhưng qua bộ đàm, cục trưởng đã sắp xếp cả chục bảo an chặn anh. Họ xếp hàng đứng ở cửa, hắn lệnh cho họ bắt anh. Một người bảo an nói, đứng lại, phía trước chính là New York, nhưng cậu phải đi qua. Sau đó cởi áo khoác lên người Victor, nói với anh rằng New York đang có tuyết rơi, bên ngoài lạnh lắm. Mọi người đều thay anh vui mừng. Cuối cùng Victor cũng ra khỏi cánh cửa đó. Cục trưởng có tức giận cũng không làm được gì nữa, bởi vì người ta đã gọi xe từ trước. Victor đã biến mất trong biển người ở New York. Tới đây bộ phim kết thúc. The Terminal, bộ phim này thật sự rất hạnh phúc. Bộ phim hài hước nhưng cảm xúc này của Tom Hanks thật sự hoàn hảo. Chỉ là có một điểm tôi không hiểu, chính là tại sao nhân vật mà Tom Hanks hóa thân đều luôn ngớ ngẩn. Đương nhiên đây chỉ là một câu nói đùa. Những tác phẩm của anh đều quá kinh điển. Nào là Cách Mẹ If You Can, Forrest Gump, Green Mile, Castaway. Tôi nói không hết được. Nếu như bạn chưa xem qua thì những cuốn trên đều rất đáng xem đó. Lật lại xem, bộ phim có chiều sâu, không giống nhiều bộ phim khác, thật sự rất khó có được, không thể bỏ lỡ. Gần cuối phim có một đoạn về tình cảm, đó là Victor và Amelia. Tôi không nói tới nữa, bởi vì có chút cẩu lương với không thực tế. Dù sao cuối cùng họ cũng không ở bên nhau. Kể lại nặng lòng, review về bộ phim chỉ tới đây thôi. Như tôi vừa nói đó, phim hay thì hãy xem hết nhé. Bộ phim này rất đáng để bỏ thời gian ra xem. Chúng ta kỳ sau gặp lại.